Theo bạn, các sinh vật khổng lồ cao hơn 100m trong One Piece là những ai? Đứng vị trí số 9 là sói San Juan, người sử dụng năng lực trái ác quỷ mở rộng. Kích thước cơ thể có thể đạt tới 180m. Thứ 8 là Suzume, chiều cao đạt tới 300m, trông giống như lai giữa mực và bạch tuộc. Thứ 7 là Labon, dài 400m, cá voi lớn nhất One Piece. Thứ 6 là người đá Tika, sau khi sử dụng khả năng, kích thước có thể đạt tới 800m. Thứ 5 là Pizarro, sau khi hợp nhất với toàn bộ hòn đảo, kích thước cơ thể tăng lên thành 1000m. Vị trí thứ 4 là các Sea King, kích thước cơ thể là hơn 5km. Vị trí thứ 3 là Junisa, khi đi trên biển chỉ có 1/3 chân là chìm dưới nước, còn phía sau thì cao vút, chiều cao đạt tới mức đáng sợ 35000m. Vị trí thứ 2 là 5 nhân vật khổng lồ xuất hiện ở đảo trên trời, hình bóng khổng lồ phản chiếu từ xa trong làn sương mù dày đặc trên bầu trời lên tới 54000m. Vị trí số 1 là sinh vật khổng lồ đáng sợ chưa bao giờ xuất hiện, nó có thân hình lớn và đôi mắt to đỏ rực. Cho đến nay, nó được xác nhận là sinh vật lớn nhất từng xuất hiện trong One Piece, chiều cao có thể đạt tới 60000m.